Các bạn nhìn bên kia là cầu Long Biên nhá. Các bạn nhìn thấy cầu Long Biên chưa? Đứng bên này. Đấy, cầu Long Biên này. Đây là cầu Trương Dương nhá. Cầu Trương Dương. Bây giờ mình sẽ đo cái nước cống này. Nước cống này là đẩy từ nước sông Hồng lên nhá. Sẽ cần bao nhiêu lâu nó vào nhà? 30 phân. 60 phân nó vào nhà. 60 phân đó. Ban chiều mình đo nước ở đây là còn 45 phân rồi chạm đến đây rồi. Đường bắt đầu ngập rồi nhá. Nhà hàng xóm này. Cái xóm có nước rồi kìa. Tiền ra chúng ta coi hàng xóm này. Nãy là 10 giờ đêm 30, bây giờ sang ngày mới này. Thì chi là 4 tiếng hơn 4 tiếng. Nước vào nhà rồi nhá. Nó bắt đầu vào nhà rồi này. Đây. 2 giờ 49 phút ngày 11 tháng 9 anh em nhá. Đấy, nước vào nhà rồi. Rồi. Mình dọn hết đồ lên trên rồi. 10 giờ sáng ngày 11 nhá. 9 giờ 56 phút. Cả đêm qua ngủ, ngủ dậy qua nhìn nào. Tại lúc 4 giờ sáng mình quay là mới chỉ ngập nhà là có 5 phân. 5 phân, 2 phân, 5 phân. Bây giờ này qua nhìn nào. 60 phân ngập đến bậc thứ 1 bậc này. 2 bậc chuẩn bị lên bậc thứ 3 rồi. Chuẩn bị lên bậc thứ 3 rồi. Mất điện nhá. Nốt các loại lên trên tầng. Ở nhau 6 năm bây giờ lên đây mình thấy cảnh này. Nghe người dân đây nói là ngày xưa đấy là còn một đầu một với cơ. Một đầu với là gần phát trần đấy. Ok anh em, nhưng mà yên tâm nhá. Mình chuẩn bị hết rồi. Chúng ta cửa thì không mở được, nhưng mà lương thực thực phẩm bên mình là đầy đủ hết rồi. Nhà thuốc ông Châu kia là cao nhất ở đây, nó còn ngập cao nhất ở đây. Mình bắt đầu rồi. Nhiệt thiết ta lo bơ chịu khổ rồi. Đây như không sao, nhưng mà sẽ qua là mất mấy ngày rồi.